Đây nè, đấy em rà thấy cái đường ống đó nè, có phải bộ lọc bên kia không? Phải không? Bộ lọc đúng không? Nó ống hơi này hút ở đâu? Ống này là ống hút nè. Hút vô Ống này là bên thùng xăng qua nè, đúng không? Ống này thùng xăng qua nè, ống này xăng đây là xuống bộ chế nè. Bộ chế này vô bộ chế nè. Giờ cái ống hút đó nó đang hút ở đâu vậy? Nó lấy hơi đâu hút vậy? vô được một máy là Ống máy hút hả? đúng rồi. Rồi hút đúng không? Vậy thì thôi mình chịu khó mình lao ống này mình chu mỏ mình hút coi xăng nó có qua đây không? Được không? Rồi kiểm tra chất lượng xăng luôn đi, coi còn không, thử coi còn không, lấy quẹt thử coi nó còn cháy không. Chứ giờ hết cách rồi. Nói thôi chứ mình thử coi xăng nó có qua hơi không đã, chứ không biết để mình đề coi nổ không, mình xịt xăng sống vô trong cái họng này cũng được, còn không mình tháo cái chén xăng này mình xem luôn để có lửa trước đi rồi mình dứt. Hở mấy ly vào tường, chúa vào tường. Anh là tính cầm gai tay cục kích để đó luôn á, kẹp bằng cái kìm á. Cái này chắc hơi kỳ quá. Ừ? Được không? Được. Đi bắt đi. Có gì khúc không? Gì khúc thần thánh đâu, phát minh của nhân loại đâu, không lấy dây điện cũng được. Cố định nó cái đi cho nó quét, anh thử xung mới đi tính. Nãy quên lấy bút thử xung, vụ sáng quay cái clip kia quên lấy bút thử xung này, thử coi nó quét có xung không. Không có điện áp đỉnh này cũng khó đo. Ừ? Lấy cái ống này nè, em hút đây nè. Cái hút đó gì? Hút đây chứ. Hút đây nó mới mở ra, sang qua đây chứ. Em hút đây nè, đúng không? Em cắm đây, em hút đây thì xăng nó mới ra đây nè, em rút cái ống này ra coi xăng nó ra đây không. Rồi ra đây em thử coi xăng còn chất lượng không, lấy hộp quẹt em để đây luôn. Cười hoài. Giỡn xíu rồi bớt buồn chứ. Trời, đúng là tháng 7. Phạm Hùng Nguyễn Linh lên tới quận 12 sửa chiếc xe off-road tiền công 2 xị. 6 người, tính luôn camera 6 người. Quá lời. Nó giỡn thôi, anh em giúp đỡ lẫn nhau mê nghề chơi hết á. Khoan khoan từ 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 từ, cái đó từ từ khoan đã, mình kích đề đã. Không em cắm vô đi. Em cắm cái ống vô đi chú ơi. Ở đây bấm đề luôn coi nó lên xăng không. Ok không? Rồi với lại sẵn coi cái cục kích nó có bị cọ không? Rồi đề đi. Nhắm mấy ông nhấp cái này. Bật khóa kìa. Bật khóa tay kìa. Đề thử coi xăng qua đây không. Ừ. Có cọ kích không? Đề lại coi. Có cọ không vậy? Nhìn nó đá kích không, đá bể kích không, có đồ chơi à. Được rồi. Rồi mình níu từ 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 từ, để anh kẹp cái rồi dính cái này cho thầy ra, dính cách sườn ra để nó dính sườn á, dính đứng cho chạm sườn nha, chạm sườn quýnh thở oxy luôn á. Rồi dứt nào, rồi rồi phun rồi đúng không, rồi gắn xăng vô đi, rồi có xăng rồi đó. Tây Thiên không tới, phải tới được Tây Ninh với anh em chưa, ok chưa, rồi xăng ok rồi, bây giờ dây kích đây đúng không, cái dây kim kia nó mát chưa, nó mát rồi đúng không, rồi giờ dứt nha, không quay đầu nữa nghe, chuyến bay này delay hơi bị lâu rồi đó, từ cái này mát, khoan từ 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 để thử lửa đây đã, nói ở đây thử lửa đã, em lấy cái gì băng keo điện em quấn cái này lại đi nhỏ quấn này lại, rồi danh giúp thầy cổng này mát, nói ngóng rồi ra, nói đây nè, có ống bự được T10 nè, nói đây nè, nói mát mát sườn đi, nãy mình đo thông rồi mà, dương dương này mình chập vô, rồi rồi ok rồi dặn vô em, được chưa, rồi kẹp này vô đây, quấn này vô đây, quấn này vô cái cọc này, rồi khi nào kêu nhấp đề nhấp thử đây coi có lửa không đã, là tính có lửa rồi mình muốn tính gì mình tính. Nó chắc chưa? Cái điện giật cái màu đang ẩm. Rồi, thử lửa em. Ừ. Rồi, 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 có lửa rồi. Đâu để lại coi. Ok, lụm đi. Ok. Lên đèn đúng không? Rồi, đưa vô bút đi. Phải là mình thành công, còn không phải là mình thành công nhân nha. Rồi, quất, em bỏ đi, em cầm ra, em đề đi. Lên ga, lên ga. Có lửa đó, có lửa đó. Hồi nãy có xíu bu đi chưa? Với lại một phần gì nè, tháo cổ dê đi, bụng cái cổ dê này cho xuống xăng cái ra. Hiểu không? Mở cổ dê này ra nè, mở cổ dê ra lấy cái tay bụng đây nè. Hiểu không? Vừa dặn ga vừa bụng cho nó xuống xăng ướt đi. Đó. Rồi, mở ra lấy cái kìm á, em lấy cái bu đi lên, em mở cái chụp này ra luôn để em gắn được cái chụp bu đi á. Cái chụp bu đi thì mình hồi nãy có chụp đúng không? Lấy cái cao su ra luôn đi. Coi coi gắn vừa không, vừa không, vừa dở cao su ra luôn. Cho nó an toàn cái đấy, cái cầm nó đang ẩm nó giật thấy màu luôn. Có lửa là tốt rồi. Còn mình chỉnh góc lửa là nổ thôi.
Rồi em kẹp cái này vô thử cái buri đó. Lấy cái chụp đó ra. Cái chụp trên không? Kẹp cái chụp trên này ghim đây thử coi, là thử lửa buri luôn. Dễ ăn rồi tưởng. Chưa, Dễ ăn xe không phải hơi. là Đồ quỷ này dễ ăn xe hơi mình làm đúng không? Bữa giờ mình giờ cái V6 rồi này, đồ quỷ này. Này gọi là đồ quỷ, ăn kêu nó là đồ quỷ. Rồi, thử đi. Buri gì đen thù đồ vậy? Thôi thử đi. Rồi ok. À, trong khi em mở tủ dê để bụm, em lấy cái đồ gì em thổi sơ sơ, em chùi cái chấu đi. Mở chưa? Chùi nó sơ sơ đi. Lấy tiền nó luôn nè. Anh bụm cái này. Rồi, một bạn cái gì vậy? Thôi khỏi xếp đi. Lấy quá em khỏi xếp đi, nó nổ rồi. Có đồ quỷ. Nó nổ cái đi rồi tính. Rồi lên ga đi. Bạn nào lên ga giùm đi. Bạn nào kéo gần ga đi. Nổ đó muốn nổ. Rồi đây đi. Rồi nổ đó. Để lại. Ngồi lại. Nó muốn nổ nó trả ngược lại cái đó. Bình yếu rồi. Kiếm cái bình khác đi. Nó nhiều rồi đó. Nó muốn nổ đó. Nó trả ngược rồi đó. Đâu để lại tao. Ông thành công nhân rồi. Đổi cái lọ rồi. Anh không? Nè, sôi nè. Sôi nè không? Không. Đó, không có lỗi nó sôi á. Đó, này có bỏ đó. Rồi, nổ lại. Rồi. Qua làm lại. Để lại. Để đi. Rồi. Đó, bỏ cái kìa, ra lửa kìa. Đây. Nổ em, lại đi. Rồi, quất đi, diễn. Bắt tay à, nè, lửa nè. Nè, đó, đủ rồi á, thấy không? Nói vậy anh em con này theo là vậy á. Rồi, để lại coi. Chúng ta đây, chúng ta đâu dặn ra mà này. Không mà đây mà đạp ra luôn. Hai bịch gì mà hình như nó không phải nó backfire là do không phải lửa mà nó thiếu xăng hay sao. À, dặn mà nè, sạc xăng á, sạc xăng á. Hình như xăng nó có vấn đề á. Đâu, đâu rồi, em đề thử coi. Uống tay không? Đâu em kéo ra đi. Anh coi thế đây. Hết đúng không? Hết đúng không? Kiếm một cái bình nào đó cho xăng xuống trực tiếp ở đây nè. Kiếm một cái đồ nào đó, chế một cái ống cho xăng xuống đây luôn, xuống trực tiếp luôn. Để đi, để luôn, để đi, thử. Rồi, ngưng, từ từ cho xăng qua đã. Rồi, để hai ba cái đi, rồi, để bụng cho thông qua. Rồi. Rồi lại, nhả lại, lại. Lên ga cái, lên ga cái em, lên ga cái em cho nó hút mạnh. Tường. Lên ga thì mạnh cái. Rồi nha, rồi, ngưng đi. Rồi để lại, rồi, để lại được rồi. Rồi đó.
Bà gắn bỏ ghê lại luôn, để nói chuyện vô á. Gắn ghê à. Rồi chưa được, chưa được, bỏ đi, chạy cánh nút nữa đó. Nói chưa, bỏ đi, bỏ đi. Bánh đó, bánh đó. Cho mọi người chỉnh canh đi. Nhưng mà kìa, chỉnh canh đi ha. Em đúc cái em chỉnh cho mạnh cái anh đi rồi ạ. Chỉnh nó lên nhé. Nhất nó lên nhẹ nữa vào rồi. Rồi nó nặng rồi, dặn vô. Rồi, dặn vô đó. Nổ đi. Nổ đi. Bình xăng này nó nguyên lý, bình xăng máy nổ thôi. Rồi, nổ đi. Dặn nó nắp phê lên. Rồi, ok, được rồi, rồi, tắt máy đi. Bây giờ nè, từ từ. Bây giờ mình tắt máy, cái mình đề. Khoan nha. Rồi, tắt máy. Rồi, bây giờ mình đề lại cái con nó dậy nổ không? Là đúng. Rồi, quất. Rồi, rồi lại nhóm ra nè, lại. Chưa có mồi à. Rồi làm lại rồi, làm lại rồi. Tay rồi. Tay. Tay nãy anh bụng nó lợp á. Sao ta? Giờ để làm sao tắt bằng lửa đây nè. À, anh biết rồi, cái công tắc nó nói vậy này. Rồi nó không tắt luôn, phát luôn. À. Hả? Cái gì? Rồi ok ok từ từ. Rồi đâu? Em lại đây. Rồi đây coi. Đây coi. Rồi. Ừ. Rồi tắt làm lại cái nữa. Nếu ok là xong. Chị mua luôn. Rồi. Không, em tắt cái đó là em tắt cái anh phải rút đây nè. Rồi để lại. Lên ra rồi. Bấm tắt nghe coi. Nổ máy xong rồi, giờ trải nghiệm thôi. Mấy bữa sau mấy bạn muốn mình quay cái clip xe nào thì các bạn comment nha. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Lên đi camera, mở cho. Lên, lên lên. Mình có bằng lái xe này cho mấy bạn. Rồi. Parking là đậu xe. R là yeah. N là không. Chậm nhanh. Rồi, yeah. Rồi. Rồi, chậm thôi. Rồi, ok đi. Lâu là chậm, để đi những cái đường mà gồ ghề lởm chởm, cần mô men sắn. Đó. Còn hai là nhanh. Cũng ok. Dũng đã. Đơn giản mà mấy bộ tèo. Đi cứu hộ mấy nhà này cũng vui, trải nghiệm cũng vui. Rồi, quay đầu. Hơi cơ bắp thiếu. Đã không cho đây nè? Đã rồi. Khó phát xuống luôn. Hôm nào chơi cũng được rồi. Xe máy mà. Xe này chỉ có
chứ không có lỡ lỡ giết nô thôi. Rồi ok, trải nghiệm hết không? Dạ em đó à. Dễ ăn. Bây giờ mới là cái màn gây cấn nhất của cái clip này nè. Nhưng mà có nhiều bạn góp ý mình á, là kêu mình là tắt cái mic đi, tại vì nó lọc âm, nghe âm thanh không phê đúng không. Giờ mình sẽ tháo cái mic ra để cho các bạn nghe. Lắng nghe nha, đã lắm nha. Áp phê lắm. Để đâu à? Rung rung ngứa. Đúng cái chất của Mỹ, đúng cái chất của Mexico luôn, đúng là Canam. Canam có nghĩa là viết tắt của cái hai từ Canada and American đó các bạn. Thì cái dòng xe này nó có những cái xe ba bánh rất là huyền thoại, hai bánh trước và một bánh sau. Thì chiếc này là bốn bánh, lui ra cho mọi người coi. Canam Spider. Thấy chữ Canam không em? Thấy chữ Canam không? Canam mình nhắc lại, tên viết tắt của Canada and American, có nghĩa là Canada và nước Mỹ làm ra xe này. Thì ở Việt Nam các bạn đa phần thấy cái bản ba bánh, cái này thấy cái bốn bánh nghe tiếng máy áp phê liền, ngay lập tức phê thiệt phê. Có hai cục về tập tạ, về tập tạ mỗi ngày. Đó, trời ơi, trời ơi cái nồi nặng lắm em. Đây cái nồi trước, đó cái mặt trước mới nè, bộ này mới nè, đó nó ép nè, bi lật này nó ép này vô, đó ép. Ôi trời, về tập tạ, lên gân luôn. Nhìn mặt tôi đi, chứ đừng nhìn nồi. Bóp là gồng luôn, gồng nổi chuột luôn đó. Nồi trước bay lớn, cái nồi sau bay lớn, anh em nghĩ đi, bực tiếp chưa. Đây là cái khúc gây cấn nhất của cái clip mà từ đầu mình nói nè. Đó, không biết các bạn thấy cái nồi bự hơn không, nhưng mà cá nhân mình mà cái nồi sau nè, hai cái mặt nhôm nè, hơn một gang tay. Cái nồi trước là một gang tay đó. Cái này là cái chén bi lật hồi nãy ha. Cái mặt trong mặt chịu nè, dây cu ro nè các bạn đó. Hành trình ngắn không, bự chạm bá luôn, thấy không đó. Mình đang tính là hỏi đứa em mình, bạn mình, à, coi có dư bộ nào nè, mình gắn cái máy hai thì vô cái khung này nè, là mình phải gắn cái nồi này mới chịu nổi nha các bạn. Chứ còn nồi thường chắc mình nghĩ chịu không nổi đâu, cái nồi cái bự vậy nè. Đó. Tay ga đàng hoàng ha các bạn, xe này mặc dù xe off-road nhưng mà sử dụng truyền động vô cấp cho nên xe ga vẫn hiệu quả. Mà chỉ có điều là trên này á, là các bạn thấy nè, cái phần này là nó không có cái cụm bố ba càng văng giống như trên xe ga của mình. Nhưng chắc chắn là trong này cái bi này lật nó kéo ở đây thì mình nghĩ mình chưa có mở cái máy nha, nhưng mình nghĩ là nó phải có một cái nguyên lý gì đó. À, để gọi là ly hợp trong này, chứ không phải nổ lên bật ra. Thì mình nghĩ thôi, mà không biết là nó có đơn giản tới mức vậy không. Nhưng mà mình thấy cái này truyền động kiểu này hiệu quả không, thay đổi tỷ số truyền, đạp cái ăn, đạp cái ăn. Đó thì từ đầu mình video clip mình nói là mình có cái nồi bự như vậy đó. Thì mình không biết là đối với gọi là tầm nhìn của mình, kiến thức của mình, thì mình nghĩ là ở đây là nồi hệ nồi bự nhất rồi. Mấy cái xe ở đây là nó xài chung cái hệ nồi này. Thì không biết anh em có thấy cái nồi tay ga scooter nào mà bự hơn cái này nữa không, thì anh em cứ comment cho mình ha, để mình mở mang tầm mắt nghĩ. Nếu được thì mình có duyên mình review cho anh em xem. Rồi vậy thì coi như bữa nay chốt ban, em qua em đề thử cái đó đi. Mình lát nữa mình gắn lại nè. Ê Danh, qua đề cái Danh. Rồi, ủa cái này tháo rồi hả? Tháo luôn hả? Ok, rồi thôi chứ chốt ban là mình đã cho nó nổ xong rồi ha. Thì cái video clip trải nghiệm lần này mình đi hỗ trợ đứa em cái này. Hy vọng là sẽ cung cấp kiến thức nghề nghiệp anh em, cho nên chuyện nổ máy cái xe canh chỉnh nó cũng đơn giản thôi. Mình gắn con IC này để mình có thể chỉnh được góc lửa, nhưng mà bữa sau nếu mà muốn khai thác tối ưu thì mình sẽ gắn một cái dĩ chỉ độ vô, sau đó mình coi cái góc lửa tương thích của cái xe này nó ngọt nhất, nó lành nhất, thì mình sẽ sử dụng cái góc lửa đó. Thì có thể là mình lựa cái loại IC mà có góc lửa phù hợp để cho nó nổ ngon nhất, mạnh nhất, nó phát huy được cái hết cái sức mạnh của cái động cơ nha các bạn. Cái chuyện mà như mình khẳng định là nổ máy một cái xe nó rất là đơn giản, nhưng làm sao cho nó tối ưu thì mới là cái chuyện khác, chuyện đó nó phức tạp hơn. Rồi, video clip này mình sẽ phép mình dừng lại tại đây. Nếu anh em cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.